Hello, chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog nhé. Hôm nay thì mình đi đám cưới của cậu em. Cậu em có khoe là sử dụng xe hoa là chiếc VinFast Lux A 2.0. Như các bạn đã thấy trước mặt đây, chính là chiếc VinFast Lux A 2.0 của cậu em sử dụng làm xe hoa. Trông khá là đẹp, VinFast Lux A làm xe hoa trông rất là ấn tượng luôn. Trang trí đơn giản với tên Hoàng Thảo với chữ HT và hoa. Chiếc VinFast Lux A 2.0 làm xe hoa các bạn nhé, màu đen, bản cao cấp luôn, mâm tùy chọn. Bên cạnh là một chiếc Mercedes và một chiếc Range Rover. Chất luôn. Nhà có Range Rover nhưng mà vẫn dùng VinFast Lux A 2.0 để làm xe hoa. Bạn thấy là tinh thần yêu nước, yêu VinFast như thế nào chưa? Đó, nhà có Range Rover nhưng mà vẫn dùng Lux A 2.0 để sử dụng làm xe hoa các bạn nhé. Mình bao giờ cưới cũng chỉ mong có một chiếc VinFast để làm xe hoa thôi. Thế là ấm lắm rồi. Quá đẹp luôn. Màu đen. 228 mã lực thì đạp từ Hà Nội đến Thái Nguyên, từ Thái Nguyên về Hà Nội thì quá là bình thường luôn. Có cả Mercedes luôn mà cũng không dùng để làm xe hoa mà lại dùng VinFast các bạn nhé. Bây giờ anh em thấy cậu em của mình có yêu nước không? Hãnh diện vì có một thương hiệu xe Việt, thế nên phải sử dụng ngay để làm xe hoa. Mặc dù nhà có rất nhiều xe sang, cậu em này cũng đi CX5, tuy nhiên vẫn sử dụng một chiếc VinFast Lux A 2.0 để làm xe hoa. Đó, tinh thần Việt, mãnh liệt tinh thần Việt nha. Đúng phẩm chất, mãnh liệt tinh thần Việt, sử dụng xe VinFast làm xe hoa. Đó, bên này còn một chiếc Range Rover cũ nữa kìa. Rất nhiều xe nhưng VinFast lại là chiếc xe tâm điểm của ngày hôm nay. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.